Đăng ký ngay khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu với mức học phí siêu ưu đãi để cùng chị Hiên xử lý câu nghị luận xã hội thật đơn giản các bạn nhé. Hẹn gặp lại chúng mình tại khóa học nha. Xin chào các bạn. Chị là Thùy Dương đến từ team chuyên môn của học văn chị Hiên. Và ngày hôm nay chị rất là vui khi là người đồng hành cùng các bạn trong chiến dịch 5 ngày luyện viết nghị luận xã hội qua audio nhé. Chúng mình sẽ cùng chị tìm hiểu đề số 08 được trích trong sổ tay chinh phục nghị luận xã hội thế hệ mới nhất của học văn chị Hiên nhé. Đề bài như sau. Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về ý nghĩa của lòng vị tha. Bài làm. Vị tha không chỉ là món quà quý để trao tặng cho mọi người, mà đó còn là món quà tốt đẹp chúng ta dành tặng cho chính bản thân mình. Quả thực là như vậy, vị tha mang ý nghĩa lớn lao trong cuộc sống. Vị tha chính là sống vì người khác, không ích kỷ hay mưu lợi cá nhân với xuất phát điểm không gì khác ngoài một trái tim biết yêu thương. Đối với mỗi cá nhân, khi bạn có lòng vị tha mới có được đức hy sinh, tinh thần xả thân, mới chiến thắng được lòng vị kỷ, chủ nghĩa cá nhân. Đó là cốt lõi để hoàn thiện nhân cách. Cuộc sống luôn có những mâu thuẫn, xung đột. Hãy tha thứ cho những người đã làm bạn bị tổn thương, vì đó là cách tốt nhất để kết nối tình cảm và tìm lấy sự bình an cho tâm hồn. Đối với tập thể hay xã hội, lòng vị tha tạo ra môi trường thân thiện, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống. Người có lòng vị tha sẽ được mọi người yêu mến, nể trọng, bởi vậy họ thường được giúp đỡ và thành công hơn trong cuộc sống. Đối với xã hội, lòng vị tha giúp cảm hóa những con người lầm lỗi, cho họ thêm một lần nữa tin vào cuộc đời để sống một cuộc đời mới hạnh phúc hơn. Thế nhưng chúng ta cần hiểu rằng, sống vị tha không phải là dễ dàng tha thứ, nuông chiều cho những thói hư, tật xấu. Chúng ta cần có bản lĩnh cá nhân, nhìn nhận mọi sự việc trên góc độ đúng đắn. Câu chuyện về Phan Thị Kim Phúc, em bé Na Ban trong bức ảnh gây chấn động thế giới về chiến tranh Việt Nam đã thêm một lần nữa cho chúng ta hiểu được ý nghĩa lớn lao của lòng vị tha. Cô bé ấy đã chịu những vết thương sâu sắc cả về thể xác và tinh thần. Khi trưởng thành, Kim Phúc đã tha thứ cho những người ở bên kia chiến tuyến, những kẻ đã trực tiếp gây ra nỗi đau cho cô. Kim Phúc nói, sự tha thứ giải thoát cho tôi khỏi lòng thù hận. Vẫn còn nhiều vết sẹo trên thân thể tôi và sự đau đớn vẫn kéo dài trong nhiều ngày. Nhưng nay tâm tôi đã được an lành. Tôi của hiện tại cũng có nhiều điều chưa phải với người khác và đã nhận được sự tha thứ. Tôi của hiện tại cũng đã tha thứ cho người khác vì những điều chưa tốt họ làm với mình. Và tôi vẫn luôn giữ một niềm tin vững chắc rằng sâu thẳm trong mỗi chúng ta luôn có một tấm lòng vị tha. Bạn biết đấy, trong cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn khi chúng ta sống vì người khác, nhưng nó cũng sẽ trở nên đẹp đẽ và hạnh phúc hơn. Lòng vị tha chính là viên ngọc quý không ngừng tỏa sáng trong tâm hồn của mỗi con người, vậy nên hãy giữ gìn cẩn thận. Vậy là chúng mình đã kết thúc đề số 08 được trích trong sổ tay chinh phục nghị luận xã hội. Hẹn gặp lại các bạn trong những đề lần sau nhé. Bye bye! Xin chào các bạn! Chị là Thùy Dương đến từ team chuyên môn của học văn chị Hiên. Và ngày hôm nay chị rất là vui khi là người đồng hành cùng các bạn trong chiến dịch 5 ngày luyện viết nghị luận xã hội qua audio nhé. Chúng mình sẽ cùng với chị tìm hiểu đề số 15 được trích trong sổ tay chinh phục nghị luận xã hội thế hệ mới nhất của học văn chị Hiên nhé. Đề bài của chúng mình như sau. Viết một đoạn văn khoảng 200 chữ trình bày suy nghĩ của anh chị về sức mạnh của tình yêu thương. Bài làm tham khảo. Người ta thường nói ba điều sẽ tồn tại mãi mãi là niềm tin, hy vọng và tình yêu. Và điều tuyệt vời nhất trong số đó chính là tình yêu thương. Tình yêu thương quả thực có sức mạnh kỳ diệu trong cuộc sống này. Nó được hiểu là sự sẻ chia mà mỗi người dành cho nhau. Một thứ tình cảm thiêng liêng xuất phát từ nơi con tim. Tình yêu thương tuy vô hình nhưng lại hiển hiện thật bình dị trong cuộc sống hàng ngày. Nói về giá trị của tình yêu thương, không thể phủ nhận trước tiên nó giống như ngọn lửa ấm áp sưởi ấm chúng ta trong những đêm đông mù sương với khó khăn, vấp ngã, thất bại. Giống như lời ba nói, mệt quá thì về nhà con nhé. Tình yêu thương cho chúng ta thêm nghị lực và niềm tin vào cuộc sống. Đôi lúc muốn bỏ cuộc, nghĩ về nụ cười của mẹ lại thấy mình cần quyết tâm hơn. Tình yêu thương dẫn con người tới lối đi của hạnh phúc. Khi chúng ta biết đồng cam, san sẻ với những mảnh đời còn cơ cực và bất hạnh hơn mình.
đó cũng là khi ta hiểu ra chân lý, cho đi là còn mãi. Và vượt lên trên tất cả những điều ấy, tình yêu thương giúp cho chính chúng ta luôn giữ cho mình nhận thức phải biết yêu thương bản thân. Bởi hạnh phúc là mỗi ngày được sống. Sức mạnh của tình yêu thương khiến cho tôi nhớ về cuộc đại phẫu thuật với sự tham gia của 100 y bác sĩ với 12 tiếng đồng hồ căng não khi tiến hành tách dính cho hai em bé Diệu Nhi và Trúc Nhi. Cuộc đại phẫu thuật thành công trong niềm hạnh phúc của cha mẹ. Mẹ của hai em, người phụ nữ bình thường mà phi thường, đã biến tất thảy tình yêu thương của mình trở thành sức mạnh để sinh ra hai em, nuôi dưỡng hai em và tìm mọi cơ hội để hai em được phẫu thuật. Và bằng tình yêu thương của chính mình, các bác sĩ đã dồn toàn lực để hoàn thành tốt cuộc đại phẫu thuật ấy. Trúc Nhi và Diệu Nhi thêm một lần nữa được sinh ra. Nếu ai hỏi tôi điều gì đáng để bạn trân trọng nhất trong cuộc đời, tôi sẽ trả lời chính là tình yêu thương mà tôi được nhận, và tôi cũng lan tỏa tình yêu thương đến mọi người xung quanh để cuộc đời này trở nên ý nghĩa hơn. Mong rằng chúng ta, những người trẻ, sẽ luôn hiểu rằng điều nhỏ bé là tình yêu thương ấy sẽ trở thành sức mạnh lớn lao giúp bạn đạt được những điều phi thường. Vậy là đề của chúng mình kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những audio tiếp theo của chị nhé. Bye bye! Đăng ký ngay khóa học nghị luận xã hội chuyên sâu với mức học phí siêu ưu đãi để cùng chị Hiên xử lý câu nghị luận xã hội thật đơn giản các bạn nhé. Hẹn gặp lại chúng mình tại khóa học nha!